mình thích những cái gì bền vững. Thì khi mà nhắc đến những cái ngành mà bền vững ở bất kỳ đâu, kể cả Việt Nam, trên thế giới, thì nó cũng sẽ chỉ là loanh quanh mấy cái ngành như kiểu giáo dục và y tế. Màu da nào sẽ nữa, chủng tộc nào nữa thì vẫn luôn có một cái mối quan tâm chung, đấy là về sức khỏe. Nhưng mà cái câu chuyện ở Việt Nam là họ sản phẩm không ra gì cả, và cái chi phí chủ yếu của họ là về quảng cáo. Mà người ta thấy là hôm nay có ông diễn viên này, hôm mai có ông diễn viên kia, ngày tiếp có ông, có bà hoa hậu này quảng cáo sản phẩm, thần thánh hóa nó lên là à cái này tốt lắm, cái này thế này thế kia, là người ta mua mầm. Thế là như kiểu công ty mình bây giờ thì nó cũng là làm về dược, thì trước đây mình biết gì về dược đâu, tức là không bao giờ có chuyện mình biết hết tất cả, một người không thể học hết tất cả từng đấy. Nhưng vấn đề là mình có cách tư duy. Chào mọi người, mình tên là Vũ Khang Thành. Trước đây thì mình có đi du học ở Úc, và sau đấy thì mình cũng có làm qua một số các cái tổ chức quốc tế cũng khá là lớn. Vì một cái cơ duyên nào đấy thì sau đấy là mình đã mở công ty riêng, và đến nay thì mình đã làm kinh doanh được khoảng 2 năm. OEC là một công ty chuyên trong lĩnh vực phân phối các dòng dược phẩm và nguyên liệu dược, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho các cái nhà thuốc và bệnh viện tại thị trường Việt Nam. Và đâu đó thì bọn mình cũng đã thành công được cái việc là xuất khẩu sản phẩm của Việt Nam qua thị trường Mỹ và châu Âu. Và sau đấy một thời gian thì cũng đã từng lên chương trình Shark Tank mà quảng bá đến cộng đồng, cũng như là nhiều các cái chương trình phóng sự khác, thì cũng đã đưa tên tuổi của OEC Nano lên sóng. Thì trước đây thì khi mình sang Úc ấy, thì mình vẫn luôn là có quan điểm là mình sang đây để tiếp xúc với các bạn bè quốc tế, thì gần như là mình vẫn có một cái gì đấy nó hơi bias một chút ấy, là mình không chơi với quá nhiều người Việt Nam. Nhưng mà đợt đấy thì nó cũng là có một cái cơ duyên, là đợt đấy là có một anh tổng lãnh sự mới qua Sydney nhận nhiệm vụ, thì anh ấy mới nhận thấy là chưa có một cái tổ chức sinh viên chính thống tại bang New South Wales ấy. Thì anh ấy mới bảo mình là à, hay là bọn mày bây giờ nếu có thời gian thì thành lập cùng với anh một cái tổ chức hồi đấy, đúng theo cái mà anh ý, cái từ mà anh dùng là tổng hội sinh viên. Thì là mình mới thấy à ok, thì đây cũng là cái cơ hội để mình tiếp xúc nhiều hơn với cả cộng đồng sinh viên Việt Nam, cũng như là cộng đồng công chức quan chức Việt Nam tại Úc, và cũng như là mình mở rộng mối quan hệ, cũng như là học hỏi thêm các kỹ năng ngoài những cái việc mình học ở trường ấy. Như mọi người bình thường vẫn hay nghĩ như là để mà được apply một công ty đa quốc gia, tổ chức lớn thì là phải cần rất nhiều kỹ năng, đúng không? Mà thật ra cái đấy nó cần nó không đủ, và mình nghĩ là cái điều quan trọng nhất là mình đã thành công để apply vào tổ chức Big Four về kiểm toán, đấy là do quan hệ. Và quan hệ đấy là quan hệ không phải là từ bố mẹ gia đình, mà quan hệ từ của chính bản thân mình. Là trong thời gian mà mình làm ở Úc ấy, hội sinh viên ấy, thì mình cũng tổ chức một số các cái talk show và mời các anh chị đang làm tại Big Four tại Úc đến. Từ những cái buổi như thế mà mình mới quen các anh chị đang làm Big Four, và mà mình được giới thiệu về cho HR của Big Four tại Việt Nam. Thì từ đấy mình mới bắt đầu tự mình chủ động nhắn tin tiếp cận và mình giới thiệu. Thì từ những cái mình rất là chủ động tiếp cận họ như thế thì họ mới ấn tượng. Chứ còn nói thật là nếu mà so kỹ năng cứng của mình về kiểm toán, về tài chính thì không bằng các bạn học ở Việt Nam. Đấy, nên mình lại phải cạnh tranh bằng cái khác. Sự nghiệp ở Big Four mình từng làm thì có lẽ là một cái buổi mà hôm đấy là phải làm trực tiếp tại văn phòng của khách hàng. Và thường là ví dụ các cái chuyên viên mà cấp 1, cấp 2 như kiểu bọn mình thì thường là sẽ là làm dưới một anh chị senior, và mình sẽ được gọi coi như là mình không phải tiếp xúc với khách hàng quá là nhiều ấy. Đấy, và hôm đấy thì gần như là sếp không biết là có phải tin tưởng hay không, hay là như thế nào, không có lựa chọn nào khác mà sếp để mình trực tiếp làm việc khách hàng luôn. Nên là cái sức ép khi mà mình phải ngồi đấy, bạn tưởng tượng như là một người mà cũng mới kinh nghiệm, cũng không phải quá nhiều, nhưng phải coi như là đối đáp, chất vấn trực tiếp với cả giám đốc của một tập đoàn tại Việt Nam, thì cái áp lực nó kinh khủng như thế nào. Tại lúc đấy thì mình không chỉ là đại diện cho bản thân mình nữa, mà người ta sẽ đánh giá mình là ok, tại sao bọn này Big Four cử qua mà lại không biết gì, hay lại kiểu như là ấp úng, hỏi cái gì cũng không biết. Và mình nhớ cái hôm đấy là thậm chí là mình căng thẳng đến nỗi mà không đút nổi cơm, đến giờ ăn cơm khách hàng người ta mời cơm ấy, xong rồi mình lại ra mình làm báo cáo tiếp. Cuối cùng thì mình cũng làm được, vượt qua. Mình tự tin năng lực của mình, tự tin vào cái trình độ của mình, và mình phải nhờ sự giúp đỡ khi cần thiết. Mình ở đây không chỉ là mình không phải là chỉ chuyên viên cá nhân mình, mà mình đang coi như là một người đại diện của công ty tư vấn mà mình đang làm, và mình đang nói chuyện trực tiếp với khách hàng của bên kia. Tức là đây là vai trò hai công ty với nhau, chứ không phải là vai trò của một chuyên viên và một ông giám đốc. Thì nó cũng là cái thử thách mà mình thấy là khó nhất trong cái sự nghiệp đi làm tư vấn chiến lược tại Big Four của mình. Nhưng mà nhờ những cái thử thách như thế mà mình lên trình độ rất là nhanh, và mình cảm thấy là cái thời gian 2 năm mình đi làm Big Four thì nó như kiểu nó tạo mình cái tiền đề, một cái sức bật cực kỳ lớn để sau này mình thấy mọi thứ nó đều bình thường để sau này mình làm doanh nghiệp riêng.
mình thích những cái gì bền vững. Thì khi mà nhắc đến những cái ngành mà bền vững ở bất kỳ đâu, kể cả Việt Nam, trên thế giới, thì nó cũng sẽ chỉ là loanh quanh mấy cái ngành như kiểu giáo dục và y tế, đúng không? Y tế thì kể cả là có suy thoái kinh tế hay là có như nào chăng nữa thì cái nhu cầu về chăm sóc sức khỏe, nhu cầu về bảo vệ sức khỏe vẫn luôn ở đấy, bất kỳ kể thời kỳ nào, màu da nào chăng nữa, chủng tộc nào chăng nữa thì vẫn luôn có một cái mối quan tâm chung, đấy là về sức khỏe. Mình sẽ so sánh một chút nhé. Hồi xưa mình ở Úc ấy thì người dân người ta rất là hiểu biết về sản phẩm, người ta hiểu biết luôn là cái hộp vitamin Black Moss này là thành phần như thế nào, hàm lượng bao nhiêu thì người ta mới mua. Bạn thấy là hàng Đức rất là rẻ nếu mà mua nội địa tại siêu thị Đức ấy, và nhãn mác của nó rất là nhìn rất là chán, nhưng cái nhãn mác sản phẩm của Đức hay là của Nhật nó chỉ có một màu thôi, nhưng người ta vẫn mua nhiều tại người ta biết là cái này họ không chi tiền quảng cáo để họ tập trung mà chi tiền vào nghiên cứu sản phẩm và tập trung vào chất lượng của sản phẩm là thực sự. Và cái quảng cáo tốt nhất là do chất lượng người ta mua, người ta thấy tốt, có hiệu quả thì người ta sẽ quay lại người ta dùng. Nhưng mà cái câu chuyện ở Việt Nam thì nó đang theo xu hướng là ngược lại, tức là mình không bảo tất cả nhưng mà một số trường hợp cá biệt thôi là họ sản phẩm không ra gì cả, và cái chi phí chủ yếu của họ là về quảng cáo, thậm chí người ta mua không biết đấy là hoạt chất gì luôn, mà người ta thấy là hôm nay có ông diễn viên này, hôm mai có ông diễn viên kia, ngày tiếp có ông có bà hoa hậu này quảng cáo sản phẩm, thần thánh hóa nó lên là cái này tốt lắm, cái này thế này thế kia, là người ta mua và thực tế là có rất nhiều các cái vụ gọi là scandal rồi, là diễn viên quảng cáo thuốc giả, diễn viên quảng cáo hàng giả, hàng nhái. Thường thì dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì nó sẽ không có tác dụng phụ, nó chỉ là không có tác dụng thôi. Và thậm chí nhiều sản phẩm là còn không có số đăng ký với Bộ Y tế cơ, nhưng mà vẫn bán tràn lan, bán qua kênh online ấy. Đặc biệt là trong vòng khoảng độ 4-5 năm hiện trở lại đây thì cái kênh thương mại điện tử nó phát triển một cách chóng mặt. Đây là những cái khung pháp lý đi kèm ấy, việc kinh doanh thuốc online ấy, là nó chưa có chặt chẽ. Đấy, thì những cái gì mà OIC đang làm là bọn mình không chạy theo hướng quảng cáo, không chạy theo hướng làm truyền thông màu mè quá nhiều, mà mình tập trung vào chất lượng. Và thậm chí là trong vòng 7 năm qua thì công ty đã đổ rất nhiều tiền vào nghiên cứu, sáng chế sản phẩm. Và cái thành tựu đến hiện tại là bọn mình đã có khoảng 18 cái bằng sáng chế độc quyền được cấp tại Cục Sở hữu trí tuệ. Ví dụ đơn cử như là bột nghệ, nó là cái dạng tự nhiên là nó chứa rất nhiều tạp chất. Ví dụ trong củ nghệ nhé, mà dân Việt Nam vẫn hay bôi để liền sẹo hay là dùng để mà hỗ trợ đau dạ dày ấy, là thực chất trong củ nghệ nó phải đến chủ yếu là tạp chất, nó không có giá trị gì trong cái việc là hỗ trợ điều trị sức khỏe cả. Và trong đấy là chỉ có một phần trăm rất nhỏ là curcumin thôi. Thì những cái gì bọn mình làm là chiết xuất curcumin, cái hoạt chất đấy ra, hoạt chất curcumin từ củ nghệ tự nhiên. Nhưng mà vấn đề là kể cả khi là chiết xuất được curcumin thì ở cái dạng curcumin tự nhiên ấy thì cái hoạt chất đấy, cái kích cỡ của phân tử rất là to, thế nên là nó rất là khó tan trong nước và nó rất là khó hấp thụ vào cơ thể. Đó, ví dụ mình uống 10 phần thì nó chỉ hấp thụ được khoảng đâu đó 1 phần thôi, còn 9 phần là nó bị đào thải ra khỏi cơ thể, nó rất là phí. Và thậm chí là nếu mà uống quá nhiều thế thì nó sẽ gây các tác dụng phụ không mong muốn như là nóng trong này, nhiều người là còn có tình trạng bị tắc ruột. Thế là những cái gì mà OIC làm ấy là mình nano hóa curcumin thành dạng nano curcumin. Nó chỉ xoay quanh khoảng độ dưới 50 nanomet thôi. Và dưới 50 nanomet thì nó là kích cỡ của tế bào cơ thể, là kích cỡ của tế bào dạ dày. Thế nên là cái hoạt chất ấy, nó được điều chế về càng nhỏ thì cái tốc độ hấp thụ cũng như là cái độ hấp thụ của cơ thể nó càng cao. Mình uống 1 nhưng mà hấp thụ 100% thì nó tốt hơn rất là nhiều là mình uống 10 nhưng mà chỉ hấp thụ 1. Thì cái ý nghĩa của việc làm nano hóa là như thế. Và đến hiện nay thì bên mình là một cái đơn vị đầu ngành về nano hóa dược tại Việt Nam. Và bọn mình đến nay là mình không đi theo cái kênh là kênh trực tuyến bán hàng và làm hình ảnh quá nhiều, mà mình đi vào cái kênh là chuyên khoa kê toa, kê đơn. Thì nó là cái con đường mà mình thấy là bền vững. Và người dân người ta mua tại vì được là bác sĩ kê đơn, chứ không phải người ta mua tại vì quảng cáo. Tức là để mà được sản phẩm vào những cái bệnh viện lớn đầu ngành như thế thì nó phải đảm bảo chất lượng đến mức cao như thế nào. Vào được bệnh viện thì nó có hai ý nghĩa với cả công ty mình. Thứ nhất đấy là tất nhiên là về doanh số rồi, nhưng mà cái ý nghĩa thứ hai nữa là khẳng định được uy tín sản phẩm. Hồi mới bắt đầu khởi nghiệp ấy thì mình có cái góc nhìn màu hồng lắm, là bây giờ sản phẩm nó tốt như thế này rồi thì cũng chắc cũng dễ làm thôi. Thực tế nó không đơn giản như thế. Nhưng hồi đấy thì mình cứ nghĩ là mình lên kế hoạch đủ chi tiết và mình dự trù đủ ngóc ngách chi tiết thì mình sẽ thành công. Mà thực tế thì nó thật là không thể lường trước được. Thế nên là mình mới từ đấy mình rút ra một cái kinh nghiệm, đấy là không ai có thể lường trước hết mọi vấn đề, không ai có thể lường trước hết những cái tình huống có thể xảy ra được. Nên là các kế hoạch kinh doanh hay những cái dự định của mình nó chỉ mang tính chất tương đối thôi. Đôi khi là đúng được khoảng độ trên 50% mình đánh giá là cái kế hoạch này nó quá là sát rồi. Làm thì mình sẽ sửa kế hoạch dần dần. Mặc dù kế hoạch thay đổi nhưng vẫn phải luôn giữ cái giá trị cốt lõi. Ví dụ giá trị cốt lõi của doanh nghiệp của mình là bền vững, là duy trì, là sản phẩm tập trung vào chất lượng, là kênh kê đơn, kênh chuyên khoa thì phải giữ cái đấy. Nhưng mà
cái kế hoạch mà triển khai cái định hướng, cái chiến lược đấy thì nó có thể thay đổi theo thời gian. Tại OC thì có khoảng độ đâu đó là trên dưới 10 sản phẩm, thì không thể chỉ một sản phẩm. Thì muốn một ngày đấy là gọi là người dân Việt Nam sẽ biết đến công nghệ nano nhiều hơn và họ sẽ đủ thuyết phục để có thể bỏ tiền ra một cái mức giá tiền nó nhiều hơn nhưng mà đi kèm với chất lượng nó tốt hơn, chứ không chỉ là tiêu dùng một cái sản phẩm mà được nghe quảng cáo quá nhiều nữa. Mà mình cũng muốn là tăng độ phủ của danh mục sản phẩm. Ví dụ bây giờ là chỉ đang ở các cái thành phố lớn, thì biết đâu đấy là có thể 1-2 năm nữa là mình sẽ ra mắt những cái sản phẩm cũng là công nghệ nano nhưng mà có thể mình giảm liều dùng xuống để cái giá thành nó rẻ hơn ấy, nó thấp hơn ấy, thì nó sẽ tiếp cận được với cả nhiều người hơn, ở nhiều tầng lớp, nhiều phân khúc thu nhập hơn, tại nhiều thành phố hơn. Thì là những cái gì mình mong muốn. Qua quá trình mà mình đi học mà mình đi làm thì cũng may mắn là mình những công việc mình làm nó không truyền thống ấy, nó không mang tính chất là các công việc lặp đi lặp lại, mà mỗi ngày các công việc đó lại là một công việc kiểu mới, là mình liên tục phải ép bản thân, phải đẩy bản thân ra khỏi vùng an toàn, mình phải tư duy là làm như thế nào, giải pháp như thế nào, cách xử lý vấn đề hiệu quả như thế nào, thì nó tạo thành cái tư duy của mình bây giờ thôi. Mặc dù mình học về kế toán nhưng mà có rất nhiều bạn làm kế toán hay làm phân tích tài chính siêu hơn mình rất là nhiều. Mình thấy là điểm mạnh của mình là mình biết cách tư duy giải quyết vấn đề ấy. Hay là như kiểu công ty mình bây giờ thì nó cũng là làm về dược, thì trước đây mình biết gì về dược đâu. Hay là hồi xưa làm ở Big Four thì mỗi một khách hàng, thì mỗi một dự án thì nó lại là một cái ngành kinh doanh khác nhau, tức là không bao giờ có chuyện là mình biết hết tất cả. Một người không thể học hết tất cả từng đấy. Nhưng vấn đề là mình có cách tư duy học ấy, là ví dụ gặp một vấn đề mới hay gặp một cái kiến thức mới thì mình có cái phương pháp để học, phương pháp để lên kế hoạch, để tìm hiểu, phương pháp nghiên cứu, phương pháp tư duy. Mình vẫn nhớ hồi xưa một người sếp cũ của mình, hồi đấy mình mới đi làm thì sếp giao cho một cái công việc mình không biết làm nào. Cái câu đầu tiên mình hỏi sếp ấy là anh ơi cái này làm thế nào hả anh? Ngay lập tức sếp mắng luôn. Sếp bảo là có một câu anh vẫn nhớ mãi, đừng bắt người khác tư duy hộ mình. Mà trước khi mình hỏi, trước khi mình đặt vấn đề thì mình phải tự nghĩ về nó trước đã. Mình sẽ phân nhỏ các cái, chia nhỏ các cái vấn đề ra và mình giải quyết từng vấn đề nhỏ một. Mình sẽ có cái lộ trình trong đầu như kiểu là một cái mind map ấy. Mình hệ thống hóa lại các cái thứ với nhau để mà học một cái gì mới hay để mà làm cái dự án gì mới nó sẽ như thế nào. Thì từ đấy khi mình xử lý được nhiều vấn đề nhỏ thì tự nhiên mình xử lý cả vấn đề to thôi. Đối với nhiều người thành công là việc kiếm rất nhiều tiền, nhưng mà thật ra với cái quan điểm của mình ấy thì ở cái thế giới hiện nay, xã hội hiện nay ấy, kiếm tiền nó dễ lắm. Kể cả là không lừa đảo nhưng mà rất nhiều cách kiếm tiền sổi hiện nay. Có thể giàu rất nhanh nhưng mà có giữ được số tiền đấy không, giữ được trong vòng bao lâu, hay là cái cách thức kiếm tiền đấy có được người ta để trọng, có được người ta thấy khâm phục không, thì hoàn toàn một câu chuyện khác. Mình thì theo phong cách là kiếm tiền nhưng phải kiếm bằng cách thức như thế nào. Cách thức đấy nó có gọi là uy tín không, nó có mang lại được thành tựu không, nó có nâng cao được cái hình ảnh cá nhân của mình không. Ví dụ như kiểu của mình làm hội sinh viên nhé, là thực chất là hội sinh viên đâu có ra tiền đâu, thậm chí mất rất nhiều tiền đấy, nhưng mà mình làm hội sinh viên tại mình thích, tại mình nghĩ là cái này nó để lại thành tựu. Tại trước đây chưa có hội sinh viên tại New South Wales, chưa có hội sinh viên tại Liên bang Úc. Nên là những cái gì mình làm đây thì nó để lại một cái gì đấy cho cộng đồng ấy. Và đến hiện nay thì UAVS đang là một trong tổ chức sinh viên lớn nhất tại Úc và cũng rất là có tên tuổi tại cộng đồng sinh viên quốc tế. Hay là hiện nay thì công ty của mình thì tất nhiên là doanh nghiệp lập ra thì bao giờ mục tiêu vẫn phải là có doanh số, có lợi nhuận cho cổ đông. Nhưng mà trong quá trình đấy thì công ty mình cũng đạt rất nhiều thành tựu. Ví dụ là mình đưa được một cái sản phẩm ứng dụng khoa công nghệ cao đến với nhiều người biết, mình thành công đưa sản phẩm vào các cái bệnh viện lớn. Thì đó là những cái thành tựu mà mình tự hào và mình thấy là cái đấy mới thước đo thành công, chứ không phải là việc ông kiếm bao nhiêu tiền. Mà tiền tài chính nó phải đi cùng với cả năng lực, phải đi kèm với cả trình độ, đi kèm với cả thành tựu của cái người đấy thì mới gọi là một người thành công một cách toàn diện hơn ấy, và một cách bền vững hơn ấy.